say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for ain't that this way. We got that on your trong đời. Yêu anh ước muốn bấy giờ ngày đây rồi. Dù cho trái đất có vỡ đôi, till the day I die, I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Hãy lau khô ra nước mắt, gạt hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mọi khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting. I'm waiting to make that vow that I'll be by your side. Say, yes, I do.
trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Nhớ sai rồi, sai mai là chồng của em. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Cần có nhau. Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất. Simple as can be, I got your hands in mine, and you don't have to listen carefully. I'll tell you a thousand times anything you feel, put it all on me. All of your thoughts, I want everything. And when you get sad, like you
do sometimes. Put it all on me. Put it all. Chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất mà họ người gái đối với rất ân tình đối với họ người trai chúng tôi. Dạ thưa quý vị, trong cái ngày lễ hôm nay bên họ người trai chúng tôi sang đây gồm có bà cô bác nội ngoại, và trong đó đặc biệt hôm nay là xin lỗi quý vị là thân sinh phụ mẫu của chú rể chú Tài không có mặt ở đây. Lý do đặc biệt và đây có bà, mời bà đứng bên để làm chủ hôi trong buổi lễ hôm nay. Dạ kính thưa hai gia đình, trải qua một thời gian đủ dài cho hai cháu tìm hiểu quen nhau và đi đến ngày lễ đính hôn hôm nay, cho phép tôi được và hai cháu cũng đã xin phép của bố mẹ hai bên và thể hiện ý nguyện là cũng muốn trở thành vợ thành chồng. Chính vì thế buổi lễ đính hôn ngày hôm nay cho phép tôi được đại diện thường trực cùng với ông đại diện với họ nhà gái. Hôm nay đặc biệt tôi đây có bà là người chủ hôn thay mặt cho bố mẹ của Tài cháu Tài, và ông bà mình có câu nói là miếng chầu đầu câu chuyện. Và trước tiên hết thì cho phép tôi được trình với họ nhà gái tất cả những mâm xong lễ
mà chúng tôi thực hiện cái văn hóa và truyền thống của người Việt Nam chúng ta, gồm có khay chầu rượu và xung quanh sinh lễ. Dạ, kính thưa quý vị, tôi nghĩ nhưng mong sinh lễ là một cái tình cảm, một lời chân thành để bên họ nhà trai của bà chủ hôn người đến trong bà đạt, bà đạt bên người gái, và mong được xin phép để được hỏi cháu và cưới cháu để làm vợ cho cháu là anh luôn thế nha. À, kính mong quý vị với bà, với ông bà xin đồng ý chấp nhận sự đạo. Tôi đại diện, tôi là bác ruột của cháu Phương, tôi xin đại diện và tự giới tôi là vị đại diện cho họ là nhà. Thứ nhất tôi xin giới thiệu ở đây là trang trọng nhất là có bà nội của cháu Kiên, và đây là mẹ thân sinh của cháu Kiên, và đây là chú bác cô dì của cháu. Theo lời của và tôi cũng xin mời quý ông bà dùng nước và sương trầu cùng ăn bánh kẹo với gia đình chúng tôi. Tôi xin đón nhận sự chân thành của bên họ đàn trai đã bớt chút thì giờ đến đây để thăm nhà thăm cửa nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi rất tôn trọng sự yêu thương, yêu đương, tìm hiểu và của các cháu. Việc thành vợ thành chồng đó là việc quyết định. Chúng tôi tin tưởng rằng sự quyết định đúng chắn của các cháu. Còn như lời ông đại diện cho đàn trai, chúng tôi xin được chấp nhận lời của ông trưởng nhận bánh kẹo và hoa trái, và cũng xin chúng tôi cũng xin các ông các bà bớt chút thì giờ để dùng bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi, gọi như là ngày đầu chúng ta gặp gỡ nhau. Còn việc thành chồng thành vợ đó là chuyện của các cháu. Chúng tôi sẽ bù đắp cho các cháu. Thứ hai, các cháu khi còn trẻ nhưng kiến thức và đối nhân xử thế các cháu đã có thể là tốt, nhưng vấn đề đối nhân xử thế ứng xử trong gia đình các cháu vẫn còn cần sự dạy dỗ của hai bên. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cháu dẫn cháu ra để chào ông quý ông bà. Tôi cũng xin kính mời vị đại diện an toàn. Trước khi dứt lời thì tôi cũng xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu nhất của gia đình mọi người gái trên gia đình mọi người trai chúng tôi. Thì cũng năm mới sắp đến rồi, thì tôi cũng xin kính chúc tất cả cho toàn thể quý vị trong hai gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và được đầy tràn lòng ơn của Thiên Chúa. I want to pray for this. I wish everybody here on me. Xin cảm ơn thầy nam. Nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời, và con tim
xôi đâu. Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đang say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công. Dạ. Thì bây giờ là đang đi thờ. Đi thờ kiss. Vừa gặp gỡ nhau đã kết thúc. Giờ này gia đình chúng tôi cũng có những phong tục để thứ nhất dâng lên Thiên Chúa gặp gia đình mới. Từ nay trở đi các cháu đã trở thành ông để quản ngang gia đình. Lạy Chúa, ngày hôm nay hai họ chúng con rất vui mừng khi có hai cháu đã trưởng thành và được đính hôn với nhau. Chúng con dâng lên Chúa, dâng lên mẹ Maria, xin mẹ cầu cùng Chúa ban cho đôi tân hôn của chúng con đây. Xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi mát mời nghe lời con thiết tha, tình thương đến ơn cô con ngày đêm, lòng thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, đừng yêu chúng con cho hỏi sự Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời trong cùng. Amen. Nâng đỡ phù trì cho hai cháu được hạnh phúc. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từ ngày qua lứa tuổi học cha, hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca.
Chỉ mình đi xuống
I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over
picking fights and trying to mend it with the high. Don't wanna know that I'm not right. I never have been looking. Con là chị Thúy, là con dâu trong gia đình họ Vũ. Thực sự là tôi thì hơi xúc động một tí, tôi thì nó cũng không có được trọng vẹn, nhưng mà chị đã nuôi dạy và dạy cho được ba đứa con mồ côi, ba đứa mồ côi nên người cho tới ngày hôm nay. Thật sự hay rất tặng cho gia đình họ Vũ. Tôi xin ngả mũ cúi đầu và kính phục, và chị đã giúp cho ba cháu ngày hôm nay nên người như vậy. Và đặc biệt trong ngày vui hôm nay thì cả dòng họ đến đây, bà nội không nói được và các bác không biết được, thì em xin thay mặt cho gia đình cảm ơn chị đã nuôi dạy cho ba đứa cháu dòng họ Vũ nên người thay cho anh đạt mười mấy năm qua rồi, 16 năm nay rồi, từ hồi bé Thảo lớp 5, bé Kiều 1 tuổi. Và cho tới ngày hôm nay thì đã là trên 20 năm thì chị đã làm được cái công việc như vậy. Thật sự không mấy người làm được cho gia đình họ Vũ đâu. Thì em xin thay mặt gia đình cảm ơn chị rất nhiều. Em xin thay mặt các cháu gửi tặng chị một bài hát được mang tên Đèn Khuya, để nói lên tâm tình của các cháu với chị. Và xin chúc chị luôn luôn có sức khỏe. Còn hai đứa nữa chị cứ từ từ mà làm cho nó làm. Xin thay mặt gia đình cảm ơn chị. Rồi mời các cháu xuống. Vâng, xin chúc bài Đèn Khuya.
breathe the pressure. And now it's you stressing, thinking of me.